Sau khi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu phòng nghe chính của Hi-Fi Line thì bây giờ sẽ lên tới phòng tiếp theo để cùng nhau tìm hiểu tiếp, và cũng như là mình sẽ đặt một vài câu hỏi cho anh Vượng. Ở đây thì chúng ta sẽ có một không gian để rất nhiều những setup khác nhau, một setup Hi-Fi này, chúng ta sẽ có luôn cả một setup nhỏ gọn, hay là đây cũng sẽ là một cái phòng để các bạn test được cái trải nghiệm xem phim trên những thiết bị của Dead Audio, và cùng với đó cũng sẽ có luôn cả một hệ thống hát karaoke để cho các bạn thử nữa. Thì anh Vượng có thể chia sẻ về cái góc nhìn của anh Vượng về thị trường những thiết bị high-end nói chung thông qua đợt công tác tại High-End Munich Show vừa rồi không ạ? Sau đợt công tác tại High-End Munich Show vừa rồi ấy, thì mình nhận thấy là thị trường high-end trên toàn thế giới đang rất là sôi động. Sôi động ở đây ấy, thì mình có thể nhìn thấy là ở những con số biết nói, tức là theo như tổng kết lại thì là có hơn 20.000 lượt khách hàng tới tham quan. Và cũng tại High-End Munich Show 2023 thì các thương hiệu high-end hàng đầu trên thế giới thì cũng đã giới thiệu những cái sản phẩm được cải tiến. Đơn cử như Boommeter thì cho ra mắt phiên bản âm ly với phiên bản là âm ly Boommeter 232 dòng Classic. Wow. Một trong những sản phẩm là tiên phong. Tiên phong cho những cái mẫu thiết kế đầy mới. Và cũng tại Munich Show thì Nordos cũng cho ra mắt một vài những cái thiết bị mới, thì anh Vượng có thể chia sẻ tới cho khán giả của Audio Lab biết là một vài những thông tin về những thiết bị đó được không ạ? Vừa qua thì Nordos là cũng đã công bố và giới thiệu ba dòng sản phẩm chính của QJT. Đầu tiên phải nhắc đến là Cubase Zephyrus, tiếp đó là ổ cắm QB Mark 3, sau đó là Qway và Qsin. Thì để mình giới thiệu qua một chút về cái ổ cắm Mark 3 để cho anh em cùng biết được luôn. Những cải tiến của ổ cắm QB8 Mark 3 so với QB Mark 2. Bình thường những cái dòng Mark 2 thì là tất cả những cái kết nối đường nóng, lạnh và tiếp địa thì đều chạy chung trên bộ bo mạch. Cái cải tiến đáng kể nhất ở ổ cắm Mark 3 ở đây ấy, thì là hãng đã tách rời riêng biệt cái đường tiếp địa ra một bo mạch riêng. Tức là sở dĩ tại sao hãng phải làm như thế, tức là muốn loại bỏ tối đa cái nhiễu của dòng điện, nên là hãng mới tách biệt riêng ra như thế. Chính vì thế nên là cái hiệu suất mà khi mà sử dụng ổ cắm Mark 3 nó sẽ vượt trội hơn hẳn so với Mark 2. Từ giác cắm nó sẽ chặt hơn, ổn định hơn. Vậy thì không biết tại Hi-Fi Line đã có thời gian dự kiến sẽ về những thiết bị mới này chưa anh nhỉ? Thì hiện tại là ổ cắm Mark 3 thì đã có mặt tại Hi-Fi Line rồi. Và chúng ta cũng đang demo tại hệ thống Confident 30. Còn bên cạnh đó thì là phải kể đến là Qsin và Qway. Qsin tức là đúng như tên gọi của nó, thì Qsin là nó phát ra những cái trường tần số để định hình lại cái sóng sin, hình lại sóng sin để triệt nhiễu cho hệ thống. Qway thì là lấy mẫu dòng điện phát ra các xung, nhưng mà các xung ngược pha, sau đó định hình lại triệt tiêu những cái nhiễu hài. Và cũng tại triển lãm High Munich Show thì Burmester đã làm cho các audiophile khi tới tham dự một cái sự choáng ngợp, bởi vì cái phòng của họ là một phòng lớn nhất ở trong show. Và ngoài ra thì hãng cũng khiến cho audiophile phải đổ dồn ánh nhìn về cái thiết bị mới của họ rất là nhiều, với thiết bị âm ly tích hợp 232 với cái XM thế hệ 3 như vừa anh có chia sẻ qua. Và ngoài ra thì cũng tại đây họ cũng giới thiệu ra hai thiết bị loa mới của họ. Thì anh Vượng có thể chia sẻ cho mọi người thêm một chút thông tin về những thiết bị mới này không ạ? Thực ra trước giờ thì những cái sản phẩm loa của Boommeter thì là những cái màu sắc ấy. Màu sắc thì có chưa được đa dạng. Như High-End Show 2023 thì hãng cho ra mắt là hai phiên bản loa đầy mới để phù hợp hơn với những cái không gian gia đình với những nét sang trọng độc đáo và tạo cảm giác cho các audiophile nhìn vào nó như một bức tranh chứ nó không còn một đôi loa nữa. Còn về thiết bị âm ly mới, về thiết bị mới âm ly 232 thì phải nói là tất cả mọi người đều phải đổ dồn ánh nhìn về nó. Tại vì sao? Là lần đầu tiên hãng cho ra một cái thiết kế mới nhìn thanh thoát, nhìn rất là thanh thoát. Và bên cạnh đó thì âm ly 232 thì được trang bị
module XM3 cho ra khả năng trình diễn, và module DAC lấy mẫu cực kỳ ấn tượng. Tốc độ lấy mẫu lên đến 768 kHz, 32 bit. Bên cạnh đó thì 232 cũng được trang bị thêm module phono. Module phono này thì cũng đã được trang bị trên Pre 077, dòng reference của hãng, và phono Boomaster B100. Tức là sẽ có rất nhiều những công nghệ tốt nhất được mang lên cái mẫu 232 này trong một mẫu âm ly tích hợp. Và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi Hi-Fi Live sẽ đưa những thiết bị mới này về trong thời gian sớm, để các audiophile tại Việt Nam sẽ sớm được tận tai trải nghiệm tại phòng nghe của Hi-Fi Live. Và câu hỏi tiếp theo thì em xin hỏi là anh Vượng có nhận định gì về thị trường high-end trong thời gian tới và những năm tiếp theo? Theo như mình nhận thấy thì là thị trường high-end ấy, tại thời điểm này là bắt đầu cũng đã nhộn nhịp sôi động hơn so với thời điểm dịch. Người chơi, xu thế của người chơi hiện tại bây giờ thì mọi người đang hướng tới là về nghe trải nghiệm về độ tinh, độ thanh thoát, độ bóc tách. Và để làm được điều đó thì những người làm nghề như bên mình ấy, thì luôn phải tìm tòi, học hỏi, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm tỉ mỉ trong từng thao tác một. Thì tại vì sao mình phải cần những cái yếu tố đó? Tại vì khi setup một hệ thống dàn cho khách ấy, thì mình phải cực kỳ tỉ mỉ, mình phải trau chuốt, mình phải nâng niu, mình phải service cực tốt. Có như thế thì khách hàng mới cảm nhận được và không những sản phẩm hay, thiết bị tốt, mà khách hàng có thể cảm nhận thêm được là người bán có tâm. Người bán có tâm và họ dành cái sự chăm sóc đặc biệt tới khách hàng của mình. Và em cũng được biết là anh Vượng đã tận tay setup lên rất rất nhiều những bộ dàn, và cũng là một trong những người có cái kỹ thuật setup rất tốt tại Hà Nội. Thì anh Vượng có thể chia sẻ cho mọi người một vài những cái hệ thống setup ở tầm giá 100 triệu, 300 triệu hay là trên 1 tỷ đồng mà anh cảm thấy rất tâm đắc từ trước tới nay được không ạ? Hiện tại ở đây thì là mình cũng có setup sẵn những cái cấu hình dưới 100 và khoảng từ 200 đến 300 và trên 1 tỷ. Đơn cử như cái, những cái hệ thống mà mình đang setup ở đây ấy, thì có thể là mình sẽ kết hợp giữa những cái dòng loa Bookshelf của Dean Audio so với tầm giá dưới 100. Thì là mình đang setup hai hệ thống. Một là dòng loa Dean Audio Emit 20 kết hợp với một âm ly All-in-One của Marantz chẳng hạn. Ví dụ như chiếc N7000 cũng cho ra chất âm rất là tinh tế, thanh thoát. Có thể là những cái đó, những cái hệ thống mà vừa tầm tiền này ấy, thì mình hướng tới là những khách hàng trẻ. Khách hàng trẻ tại vì sao? Là những cái căn hộ chung cư. Căn hộ chung cư và nó không tốn quá nhiều diện tích. Một cái bookshelf, một âm ly thôi. Mọi người có thể là chơi streaming trực tuyến luôn. Còn với... rất là tiện dụng, đa năng. Còn những cái hệ thống mà cầu kỳ hơn một chút, ví dụ như hệ thống từ 200 đến 300, thì mình cũng đang setup những cái dòng sản phẩm, ví dụ như Dean Audio Contour 30i kết hợp với một bộ đầu âm ly của T cộng A dòng modem 1000. Còn nếu mà dòng trên 1 tỷ thì hiện tại là mình đang setup những cấu hình là ví dụ như dòng J-Power của Boomaster là Pre 035, Power âm ly 956 MK2, loa Dean Audio Confident C30. Vâng, một lần nữa em cảm ơn anh Vượng đã có những chia sẻ rất là hữu ích đến cho người xem của Audio Lab, và đã đồng ý cho Audio Lab tới đây và thực hiện một video trải nghiệm toàn bộ Hi-Fi Live. Và nếu các bạn muốn chúng tôi làm thêm bất kỳ những cái content gì, những cái nội dung gì tại Hi-Fi Live thì hãy comment ở phía bên dưới. Chúng tôi sẽ cố gắng ra Hà Nội tiếp để sẽ tới đây review nhiều hơn tại những cái không gian khác nhau của Hi-Fi Live. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.